Thưa quý vị, thời gian qua, việc giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm của thành phố bị chậm tiến độ, chủ yếu là do một bộ phận người dân chưa đồng thuận với công tác giải tỏa đền bù. Các địa phương, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng vào vận động nhân dân để người dân hiểu, tự giác bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai của các dự án, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Huyện Hòa Vang hiện có 250 dự án lớn nhỏ đang triển khai với 68 dự án trọng điểm động lực của thành phố. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm được cả hệ thống chính trị huyện vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Theo đó, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách từng dự án, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng cụ thể đối với từng dự án, kế hoạch giải ngân cụ thể từng tháng, từng quý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Việc là đối với cái vai trò trong công tác dân vận á, dân vận khéo của chính quyền được tập trung rất là mạnh. Các đồng chí ở bên ủy ban ấy thường xuyên bám sát địa bàn, vừa nắm rõ chủ trương chính sách, đồng thời cũng là người trực tiếp vận động bà con để người ta hiểu được chủ trương chính sách để người ta thực hiện bằng giao mặt bằng. Do vậy cái số lượng mà hộ dân phải thực hiện cái vấn đề xử lý hành chính thì rất là ít so với tổng cái thể hộ dân là tự giác bằng giao mặt bằng. Còn trên địa bàn quận Liên Chiểu hiện có 9 dự án động lực trọng điểm của thành phố đang triển khai, trong đó dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc là một trong những nút thắt quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế quận Liên Chiểu phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Lãnh đạo quận đã tập trung mọi nguồn lực để vận động người dân bàn giao mặt bằng tại dự án này. Quận ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết 03 năm 2021 về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân quận cũng đã ban hành các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Quận đã thành lập các tổ công tác đi vận động người dân và tăng cường cái lực tiếp dân của hội đồng giải phóng mặt bằng, của ủy ban nhân dân quận để vận động giải thích những kiến nghị khó khăn của người dân. Trong các buổi kiểm tra giám sát thực tế về công tác lãnh đạo chỉ đạo vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, lãnh đạo ban dân vận thành ủy ghi nhận và đánh giá cao việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng của cả hệ thống chính trị ở hai địa phương, đồng thời đề nghị Hòa Vang và Liên Chiểu tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận khéo, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để đảm bảo các dự án trọng điểm của thành phố được triển khai đúng tiến độ.